Chào cả nhà, đây là clip tổng hợp các thông tin mới. Vậy là chính thức thông xe hầm chui ở nút giao trạm 2. Đi thực tế gói thầu XL08, XL09 của dự án kênh Thâm Lương và cầu Nhân Trạch của dự án đường vành đai 3. Đây là hầm chui thuộc đường song hành sau lộ Hà Nội ở nút giao trạm 2 để được chính thức thông xe. Đây là hầm chui bên trái tính theo hướng từ Sài Gòn đi Đồng Nai. Hầm này dài 780m, rộng 13,5m cho 3 làn xe. Hầm cao 2,5m, có vận tốc tối đa là 50 km/h, được hoàn thành sau hơn 5 năm thi công. Giờ thì mời cả nhà cùng xem. Đây là vài hình ảnh của gói thầu XL08 từ cầu Chợ Cầu đến cầu Trường Đai của dự án kênh Thâm Lương. Ta thấy có khá nhiều mũi thi công dọc theo kênh Thâm Lương. Giờ thì mời cả nhà cùng xem. Thank you.
Đây là gói thầu XL09, có giá trị lớn nhất từ cầu Trường Đai đổ ra sông Bằng Thuột. Tiến độ của gói thầu XL09 thì không bằng gói thầu XL08 do thi công sao. Công trường dự án nằm ở nơi biệt lập với khu dân cư, sông nước bao quanh, nơi đây đường bộ không thể kết nối. Chuyện đi lại, vận chuyển thiết bị và vật liệu đều đi bằng đường thủy. Từ phía xa, trụ cầu chính hiện ra giữa dòng sông, hơn 200 công nhân, kỹ sư ở luôn tại lán trại để thi công xuyên suốt. Dự án có tổng chiều dài 8,22 km, bao gồm 6,3 km qua tỉnh Đồng Nai và 1,92 km qua thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm hai gói thầu. Trong đó, gói CV1 xây dựng cầu Nhân Trạch dài 2,6 km đã khởi công vào tháng 9 năm 2022. Gói CV2 đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 5,6 km đã ký kết hợp đồng với nhà thầu vào ngày 28 tháng 3 và bắt đầu triển khai thi công những đoạn tuyến đã có mặt bằng từ tháng 5 năm 2023. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, mặt bằng phía thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 100%. Còn phía Đồng Nai đến nay mới có mặt bằng khoảng 1.350 trên 6.300 mét, đạt 21,4%. Dù chưa có đủ mặt bằng, nhưng chủ đầu tư yêu cầu tất cả các nhà thầu nhận được mặt bằng đến đâu phải tập trung triển khai thi công đến đó, tranh thủ từng chút một khi có mặt bằng, đặc biệt là các vị trí có xử lý đất yếu là đường găng tiến độ của dự án. Đại diện ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay đến nay, các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công đã huy động đầy đủ nhân lực, vật liệu và thiết bị đến công trường. Nhưng công tác bàn giao mặt bằng phía Đồng Nai đang chậm khoảng 6 tháng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nói việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đặc biệt là các đoạn tuyến có xử lý đất yếu cần thời gian dài chờ gia tải. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị tỉnh Đồng Nai quan tâm sát sao và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị sớm tháo gỡ các vướng mắc để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho dự án trong tháng 6 năm 2023. Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư là 6.955,65 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc, ekip và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.